Ban đầu thì người ta cho rằng đây là việc bắt sai của công an, mà chuyện bắt sai của công an là nghề rồi. Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên sẽ trở thành một vấn đề mọi người quên lãng, lọt thỏm vào hố đen và hết. Nhưng sự thật không phải vậy, là bởi vì thế giới Internet không để im cho công an được quyền tiếp tục làm sai đối với hai sinh viên trẻ này. Chúng ta hình dung trong một thời gian ngắn mà hầu hết tất cả các phương tiện truyền thông bằng tiếng Việt, từ của quốc tế như BBC, RFA, VOA cho đến các website trong nước đều đồng loạt nói. Chỉ riêng BBC có tới 12 bài trong giai đoạn đó. RFA có gần 20 bài trong giai đoạn đó để nói về vấn đề Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên bị bắt một cách sai trái. Đi khi nào về em? Em đi đây. Khi nào tìm được con thì em mới về, nếu không tìm được con thì có lẽ em sẽ... tìm con là nó như thế này. Trong cái lúc mà gia đình hết sức là khủng hoảng và điêu đứng vì không biết con mình sống chết như thế nào, mất tích, thì đã lên đến Sài Gòn thì rất là may gặp được rất là nhiều người tốt đã dang rộng vòng tay đón nhận, chia sẻ và giúp đỡ, đưa dọn dắt để mà đi tìm. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan điều tra công an thành phố và công an tỉnh Long An đã họp báo về việc bắt giữ các đối tượng phát tán tài liệu có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Buổi họp báo công bố hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của Đinh Nguyên Kha, sinh năm 1988, thường trú tại Long An, nghề nghiệp sửa chữa máy vi tính, và Nguyễn Phương Uyên, sinh năm 1992, là sinh viên năm thứ ba trường Đại học Công nghệ Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng này đã có hành vi rải truyền đơn nội dung xuyên tạc, bịa đặt chính sách của Đảng và Nhà nước ta, cũng như quan điểm không đúng về chủ quyền biển đảo, về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cái khó khăn mà không thể vượt qua là ở trại giam công an tỉnh Long An. Vì khi đó là luôn luôn có rất là đông công an, người ta sẵn sàng đón mình khi cái ngày đi thăm, đi gửi quà, và rất là lo sợ, lúc đó rất là sợ. Và cái việc mà phải nói là gây cho gia đình một cái cảm giác hết sức là căng thẳng, đó là ở quê nhà khi mà xảy ra sự việc Thúy Uyên bị bắt, bị giam cũng như là bị kêu án với cái tội giam 88, thì gọi là tuyên truyền chống nhà nước, thì thật sự gia đình ở quê rất là bị cô lập hoàn toàn. Hầu như người ta đã dán cho mình một cái mác phản động và mọi người đã quay lưng lại với gia đình. Bản án về của cháu Nguyễn Phương Uyên và cháu Đinh Nguyên Kha thì tôi có một thái độ là trả lời dứt khoát, nói năng dứt khoát về vấn đề là cái bản án xử phạt cho cháu là đây là một cái chuyện bắt các cháu vào tù, là bắt cháu vào tù oan, mà cho đến bây giờ tôi vẫn khẳng định rằng hai cháu là vô tội, bởi vì là các cháu là chống Trung Quốc thì nó cũng chả có vấn đề gì gọi là tội trạng cả. Cái phiên tòa xét xử hai sinh viên sáng nay thì trong cái phần tranh tụng của bị cáo được nói trước phiên tòa, thì sinh viên Nguyễn Phương Uyên có nói là việc sinh viên làm, những hành vi của Phương Uyên làm là Phương Uyên không bao giờ nghĩ rằng bị bắt và bỏ tù, mà Phương Uyên nghĩ rằng đó là một cái điều của một công dân có quyền lên tiếng để bảo vệ chủ quyền đất nước và có quyền thể hiện lòng yêu nước. Với Phương Uyên là cái việc mà Uyên vẽ bức tranh, để vẽ một bức tranh thể hiện cái xã hội hiện nay đầy bất công. Trong cái đoàn người mà trong cái bức tranh Phương Uyên vẽ là có nhiều tầng lớp công nhân, trí thức, có nông dân, và dưới một cái sự là đàn áp của công an, thì đó là Phương Uyên muốn thể hiện rõ cái giới độ hiện nay và rất là bất công, và những người dân là thấp cổ bé họng. Nếu nói lên tiếng nói của mình sẽ bị đàn áp, đó là nói về bức tranh. Còn nói về lá cờ thì Phương Uyên nói là đây là lịch sử, Phương Uyên muốn tìm hiểu lịch sử, là nói về lá cờ. Và nói về cái việc làm của Phương Uyên thì Phương Uyên cho rằng cái việc làm của Phương Uyên là thể hiện lòng yêu nước. Nói chung là phẫn uất đến tột độ đối với cái hành động của Trung Quốc đã gây hấn với Việt Nam, và thể hiện cái sự là bất mãn với những cái điều mà xấu của cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với nhân dân, những người gọi là thấp cổ bé họng. Thì Phương Uyên nói rằng theo như dẫn chứng theo lời của Hồ Chủ tịch thì là một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời con người bắt đầu từ tuổi trẻ, và tuổi trẻ như sinh viên Nguyễn Phương Uyên là một tuổi trẻ có suy nghĩ về đất nước, có quan điểm về chủ quyền, và nói chung có suy nghĩ tích cực để thể hiện lòng yêu nước. Mà nếu như hôm nay quan tòa kết tội giờ Phương Uyên là một cái điều làm cho Phương Uyên không cam tâm, và dẫn đến rất nhiều sinh viên, nói chung là tuổi trẻ của đất nước sẽ cảm thấy sợ hãi, lo sợ và không dám nghĩ đến chủ quyền đất nước, cũng như là không dám quan tâm đến vấn đề chính trị của đất nước. Đó là điều Phương Uyên nói, và nếu như Phương Uyên bị kết án tù thì Phương Uyên không cam tâm. Ai cũng biết Cộng sản là tàn ác, nhưng tất cả đều im lặng trong sợ hãi. Mãi cho đến sau năm 90, khi Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, thì sang thế kỷ 21, Liên minh Âu Châu mới dám ra một nghị quyết lên án Cộng sản và độc ác. Mọi người dân ở trong các nước Cộng sản sống trong tình trạng sợ hãi và khép kín. Nhưng vào mùa hè năm 2013 vừa qua, tại Long An, một nữ sinh viên đã dám nói công khai trước tòa án rằng tôi chống đảng Cộng sản, tôi không chống nhà nước. Sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên. Chuyện gì? Làm sao người sinh viên này dám nói điều đó ngay tại công đường, tại nơi có thể ra một quyết định nhốt em, thậm chí là tử hình em. Trường chẳng biết gì, nhưng tôi thích lịch sử của ông tôi tự dựng lịch sử rất hay. Nơi đây ông đã dẫn tôi đến và kể cho tôi nghe câu chuyện lịch sử đầu tiên của vùng đất này. Hiệp định Geneva thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã không đồng ý với hiệp định Geneva, vì đây là một hiệp định chia cắt đất nước làm hai miền, miền Bắc và miền Nam. Nhiều người đã ồ ạt từ miền Bắc đổ về miền Nam. Tuy nhiên, so sánh lực lượng giữa hai bên, nhân dân hai bên, vì vị tuyến 17 chia đất nước làm hai miền như thế thì phần lớn đã thuộc về miền Bắc với 13 triệu dân và phần còn lại của miền Nam với 11 triệu dân. ông tôi kể là bán ra cái con số đó sẽ nhiều hơn, con số ở miền Nam sẽ nhiều hơn, nhưng vì những lời tuyên truyền của quân đội nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ đã làm cho người dân thiếu thông tin, hoảng sợ. Họ tuyên truyền rằng 7 người đu trên một cây đu đủ cũng không gãy, cái cành đu đủ cũng không gãy. Nói là Hoa Kỳ và quân đội Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa sẽ đưa người dân ra biển và thả họ xuống biển bằng những con tàu tháng 1. Bởi vậy mà tinh thần của nhân dân miền Bắc lúc bây giờ rất là hoảng sợ. Tuy là như thế nhưng mà vẫn có rất là nhiều người vượt qua nỗi sợ hãi để trở về miền Nam, mặc dù họ có miền Bắc và miền Bắc, thì tôi nghĩ họ đã xác định được họ không thể sống dưới chế độ mà cộng sản Cộng hòa Việt Nam. Đây là cái thửa ruộng mang nhiều cái kỷ niệm của gia đình chúng tôi. Kể từ năm 1986 gia đình đi kinh tế đến đây. Lúc đó thì có bố mẹ là ông bà ngoại của Vy Uyên với lại 4 chị em gái, một cậu em trai. Đến cái đất này thì đã canh tác trên cái mảnh đất này 27 năm rồi. Và thật sự thì cũng rất là yêu quý cái mảnh đất của bố mẹ để lại. Khổ lắm con, cuộc đời ba coi như là đã gắn bó nông nghiệp, là ba đã thấy cái cảnh nông nghiệp là rất là khổ. Rồi chưa nói đến cái việc mà sâu bệnh, khi mà dịch nó ăn nó phá hoại mùa màng, có khi là coi như là nông dân mình trắng tay, không còn cái lợi nhuận, không thu được cái lợi nhuận để bù đắp cho mà cái chi phí phân thuốc. Đây là lần đầu tiên tôi bị đổ máu. Đau thật nhưng có thể chịu được. Đây cho con, có khác mà dùng. Đây là hình của gia đình bé Uyên, gồm có là bố, mẹ. Ở đây là bé Uyên. Bé Uyên lúc nhỏ. Đây bé Siêu. Bé Uyên lúc nhỏ được cả nhà gọi là Tiểu Vi. Nhưng mà mọi người cứ gọi là Tiểu Quy. Là cứ ngỡ Quy là con rùa. Thành thử mẹ gọi là con bé xấu xí, ghép vào thành rùa con xấu xí. Từ đó bé Uyên có cái tên là rùa con xấu xí. Còn bé Siêu từ nhỏ rất là ốm yếu, trông rất giống một cái con heo con mà ở nhà có nuôi. Cái con heo con nó cứ hay ho ho mà chẳng bao giờ lớn, gọi là con heo ho lao. Từ đó ghép cho bé Siêu là con heo ho lao. Cả hai chị em có hai cái tên rất là ngộ nghĩnh. Tôi luôn mong muốn cho các con mình có được một cuộc sống tốt, nhưng không ép chúng trở nên xuất sắc. Tôi cũng nhớ có một lần, lúc bé Uyên còn nhỏ, lúc bé Uyên học lớp 4. Trong một cái kỳ thi học kỳ 1, thì bé Uyên đã làm bài rất là tệ, là toán chỉ có 4 điểm. Thay vì một người mẹ sẽ phải dùng roi với con mình, thì tôi đã bật khóc. Và đó là một cái mong muốn cho con mình tốt hơn. Vợ chồng tôi luôn dõi theo các con mình trong cuộc sống từ bé cho đến lớn. Từ những tấm hình biểu tình chống Trung Quốc, bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam, từ những người dân Hà Nội và Sài Gòn, qua những trang mạng như là Facebook và các trang mạng xã hội khác. Là từ 690 đến 695. Tôi nghĩ những hàng hóa này đều là những hàng hóa độc hại. Tôi viết thư cho má và dặn má mua hàng nhờ coi mã số. Nếu đúng là hàng Trung Quốc thì là hàng độc hại, dặn má là đừng mua. Tôi bắt đầu thấy ghét tàu khựa. Điều mà tôi sợ nhất là không biết bên ngoài công an họ có làm gì tổn hại đến cha, mẹ và em trai của tôi hay không. Em làm như vậy là phản quốc, không thể gặp gia đình được, em có biết không? Mẹ em tiếp xúc với thế lực thù địch bên ngoài sẽ bị bắt bỏ tù đó. Mày nói đi, Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước hả? Ba mày đó, đi chết đi ông Nguyễn Duy Linh. Hợp tác với chúng tôi đi. Hợp tác với chúng tôi đi. Hợp tác với chúng tôi đi. Trong tù thì thú vị nhất là miếng gõ bo. Và gõ bo thì có ba loại. Thứ nhất là kiểu của báo thức cũng như là gõ để nói chuyện với nhau. Quân Lực gọi chim én nghe rõ trả lời. Chim én nghe. Mừng 8 tháng 3. 8 tháng 3 có quà gì tặng không? Muốn tặng cái gì? Tặng cái gì cũng được. Vậy hôn cái nha. Nha. Thứ hai là cách gõ bo báo động. Ví dụ như là có cán bộ hay là có chuyện gì khẩn cấp, đồng phạm của bạn mới bị bắt vào. Chuột ơi chuột, chuột ơi, chuột ơi chuột. Và thứ ba nữa là gõ bo để đệm theo những cái bài hát. Và loại thứ ba này thì gồm có nhiều kiểu gõ nhỏ khác như là xì lô chẳng hạn. Tôi có một kiểu gõ riêng của tôi. Tôi có thể ví dụ. Chiều nay mưa trên phố vắng, bước chân anh yêu dấu đã, bước đi xa mãi về phương nào. Tìm anh yêu trong bao nỗi nhớ, làm trái tim em gầy hão, cũng cả lòng gợi trao đến anh. Dòng lệ tuôn rơi trên khóe mắt vì nhớ thương anh người ơi, dấu yêu này giờ đã xa cũng nào. Tình yêu ta giờ là ánh mây, đời gió bay trôi về đâu, những đêm buồn ngắm sao trời nhớ anh nhiều. Chiều hôm nay lang thang chốn cũ, tìm bóng lắm xưa giờ đâu, làm sao mà em sống khi thiếu anh. Đại dương hỡi vì tình yêu trong em mãi mãi, chỉ có riêng anh mà thôi, sẽ bên người đến muôn đời mãi yêu người. Gửi đường xuống chưa? Gửi nhanh đi. Trong nhà tù tôi đã làm rượu và đây là cách tôi làm rượu. Rượu gạo thì cơm nhà tù cho rất là nhiều và dư, trên bên nữ thì cho dư, cho nên là chúng tôi lấy cơm ăn không hết, cơm thừa đem ra. Và nếu mà cơm nóng thì thôi cho nó nguội. Cơm này đó là cơm chín, nấu càng nhão thì càng dễ làm. Các bạn phơi cơm ra, sau đó là nhầu với đường. Sau đó là vớt cơm, dùng một cái bao ni lông để vớt cơm cũng được, có thể dùng tay. Rồi trong tù vẫn không sao. Sau đó cho vào một cái gọi là cái bo để đựng cơm. tiếp tục nhào trộn cho đến khi mà đường đều với cơm. Thì những chỗ thiếu đường, nhiều đường thì nó bị chai cơm, và thiếu đường thì nó sẽ lên mốc. Rồi sau đó là sẽ bịch lại, dùng một cái bịch ni lông bịch lại. Đến đợi đến khoảng 3-4 ngày, khi nào mà bạn mua được bánh mì từ trại giam thì lúc đó bạn sẽ cho bánh mì vào, hoặc là bạn cũng có thể cho bánh mì vào luôn nếu bạn có sẵn bánh mì. Và đây thì có sẵn bánh mì cho nên cho vào luôn. Đổ lên để cho bánh mì và cơm và đường sẽ hòa lẫn với nhau. Sau đó dùng một cái bịch ni lông đậy cho chặt lại, có dây thun xung quanh cho nó chặt, và lấy nắp vo đậy lại, giữ yên ở một chỗ nào đó trong vòng một tháng thì có thể sử dụng được. Với cái lượng này thì sau một tháng chúng ta có thể có được một xị rượu, và đây là một niềm vui trong số nhiều niềm vui khác ở nhà tù của chúng tôi. Thay đổi đi nè, kiểm tra nè, thay đổi đi. Khi họ mới bắt tôi thì họ yêu cầu là tôi phải cho họ biết cái password của những cái tài khoản account của Facebook và Yahoo Messenger của tôi. Nhưng mà tôi không hợp tác, và sau đó thì họ dụ dỗ bằng cách là hứa hẹn là sẽ cho trở về đi học và tiếp tục những cuộc thi của tôi, tại vì tôi không những tôi có cuộc thi ở tại trường mà có rất là nhiều cuộc thi khác đang chờ đợi tôi, và do đó thì tôi phải buộc mình giao cho họ cái bắt buộc riêng của bản thân tôi. Đêm đầu tiên họ giữ tôi tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thì khoảng 2 giờ sáng hôm sau là ông Hình Văn Nhật gọi tôi dậy và tiếp tục thẩm vấn tôi ngay giữa đêm. Ban đầu thì tôi ở với một người, có khi cũng hai người, số người thường dao động từ 1 đến 2 người. Nhưng mà ở với một chị thì tôi biết những cái người bạn tù nó cảnh báo với tôi là họ là anten, bởi vì họ sẽ tìm cách lấy lời khai của tôi và báo cho cán bộ điều tra biết về những bí mật trong vụ án của tôi, và thường xuyên là như thế. Và một điều tôi đã cảnh báo trước, cảnh biết trước là mình sẽ bị như thế, và tôi tránh tiếp xúc với họ. Thì có một cô gái đã tìm mọi cớ để đánh tôi, mặc dù tôi đã báo cho cán bộ từ hôm thứ 6 của tuần trước, mà mãi đến hôm thứ 2 tôi báo lại thì vẫn chưa được giải quyết. Và cô gái lấy một lý do hết sức là vô lý và bảo tôi hỗn láo và nhảy sổ vào đánh tôi, mặc dù tôi không đánh lại cô ấy. Và có camera, tất nhiên họ sẽ có quay, họ sẽ làm chứng điều đó. Nhưng mà khi mời tôi ra làm việc thì cán bộ tên là Phương, tôi còn nhớ số hiệu của anh ta là 417465. Anh này nói với tôi là ký một cái biên bản là biên bản vi phạm. Tôi nói với anh ta là tôi không vi phạm gì cả, bởi vì tôi không có đánh nhau. Nhưng mà nếu mà đánh nhau thì cũng vi phạm cái điều thứ 3 trong nội quy chứ không phải là điều thứ 9. Tuy nhiên anh ta ghi tôi vi phạm điều thứ 9 và ép buộc tôi phải ký để xem xét. Tại gần đến năm nuôi rồi, để xem xét cái điều đó, xem xét là có cho gặp gia đình hay không. Tôi nghĩ là tôi sắp ra tòa, không nên đợi những cái chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng đến việc gặp gia đình. Bởi vì mỗi tháng đối với những cái người tù thì việc gặp gia đình đối với họ rất là quan trọng, đó là nguồn động viên rất là lớn. Tôi muốn ra tòa sớm bởi vì tôi muốn nói hết những cái quan điểm và những cái chính kiến của tôi, và tôi không muốn tiếp tục bị thẩm vấn nữa. Sinh viên có những câu nói làm tôi thấy ấn tượng mà chính tôi phải gắng rứt trong vài tiếng đồng hồ từ lúc mà tạm dừng phiên tòa đến giờ này. Là vì sao? Vì đường lối của Phương Uyên là vẫn bảo lưu ý kiến, và cũng giống như luật sư Lương, luật sư Sơn nếu chúng tôi có ngồi bào chữa. Tức là quan điểm của em là có thừa nhận chống đảng Cộng sản, phỉ báng đảng Cộng sản, nhưng mà em không có chống nhà nước, không có chống lại tổ quốc dân tộc. Bà Trương Thị Minh Thơ là chủ tọa phiên tòa nói với tôi là mục đích để thăng án để làm gì. Ý của bà là muốn xác nhận đơn kháng cáo của tôi là kháng cáo kêu oan hay là xin giảm nhẹ hình phạt. Tôi trả lời tôi muốn xét xử đúng người đúng tội. Với tôi giảm án hay không thì là không quan trọng. Viện Kiểm sát quy kết tội tôi là tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và tôi bác bỏ cái điều mà ông ta quy kết tôi. Tôi đề nghị xét xử cho đúng theo tính khoa học pháp lý. Thì hội đồng hỏi em là khoa học pháp lý là thế nào, em có hiểu không? Thì em nói tôi em hiểu. Hiểu như là có nghĩa là phải đúng theo luật và phải chính xác. Ý em muốn nói là hội đồng xét xử không chính xác. Thì điều làm cho tôi cắn rứt là lý do gì? Nếu mà em Phương Uyên dễ dãi với chính mình, không có kiên định theo cái chính kiến của mình, trong cái tình huống mà sẵn sàng nhìn nhận vi phạm theo điều 88 thì chắc có lẽ vụ án đã khác, cái mức án sắp tới tiên tôi nghĩ sẽ khác. Nhưng mà em kiên quyết lập trường, em nhìn nhận có chống đảng cộng sản chứ không chống nhà nước, kêu gọi chống Trung Quốc. Do đó thì tôi nghĩ mức án sẽ không được như sự hoài vọng của tôi và của mọi người. Cảm nhận được phiên tòa ngày hôm nay bây giờ nói như thế nào thưa các bạn? Tuy vì là tất cả các phiên tòa và đặc biệt là các phiên tòa chính trị là nó tính chất còn đấy là diễn thôi, và có lẽ rằng diễn thì là hôm nay là phiên tòa hôm nay là cái đỉnh cao cái chỗ là án là người ta đã quyết định rồi, tức là người ta hay quen gọi là một cái bằng cái từ là án bỏ túi đấy. Bây giờ một phiên tòa công khai mà chỉ có bị cáo với lại hội đồng xét xử và công tố viên thì gọi là cái gì? Người thân nhân không được vào, bố mẹ đẻ không được vào thì nó là cái gì? Tại sao họ sợ tới mức độ như vậy? Tôi chống đảng Cộng sản không phải là chống phá đất nước, bởi vì đảng chỉ là một tổ chức. Tổ quốc Việt Nam thì thiêng liêng hơn rất nhiều, và các ông không thể đánh đồng tổ quốc Việt Nam với đảng Cộng sản được. Các ông đừng vì cái sự quá sùng bái mà đánh đồng đảng với tổ quốc Việt Nam. Tại phiên sơ thẩm tôi đã nói, hiện nay một cái vấn đề bất cập trong xã hội đó là vấn đề về bệnh vô cảm, mà đặc biệt đối với giới trẻ. Và nếu tôi là một người thanh niên chỉ vì yêu nước mà bị kết tội phải đi ở tù, thì tất cả tuổi trẻ, tất cả thanh niên của nước nhà, mọi người đừng trách vì sao mà họ lại trở nên vô cảm như thế. Cái thứ hai nữa là ông Hồ Chí Minh đã nói một năm bắt đầu từ mùa xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Tôi đại diện cho các sinh viên, đại diện cho tầng lớp trí thức có tiếng nói của mình mà phải ở tù thì tôi thấy không cam tâm, và tôi mong phiên tòa hôm nay xét xử một cách công minh công bằng và minh bạch, xử đúng người, đúng tội, chớ để mùa xuân này trở thành mùa đông tàn. Phương Uyên, vô tội! Nguyên Kha, vô tội! Trả tự do cho người yêu nước! 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 Khi tôi trao đổi với Phương Uyên thì tôi nói rằng là cái vụ án này tại phiên sơ thẩm thì cái bản chất của vụ án hay sự việc của nó thì toàn xã hội cũng đã biết rồi, không có cái gì là mới cả. Và tôi là luật sư, nếu tham gia ở phiên tòa phúc thẩm thì tôi cũng chỉ có cái quyền có thể là bảo vệ cái thứ nhất là cái quyền lợi của dân chủ, và cái thứ hai là tôi phải bảo vệ theo pháp luật thôi. Và cái quan điểm của tôi nếu mà tham dự phiên tòa phúc thẩm thì tôi cũng vẫn giữ nguyên cái quan điểm như phiên tòa sơ thẩm, tức là Phương Uyên không có tội, và tôi cũng nếu mà tôi tham dự phiên tòa phúc thẩm thì tôi sẽ đề nghị là hội đồng xét xử trả tự do và đình chỉ vụ án đối với Phương Uyên. Và tôi cũng có nói với Phương Uyên rằng là cái quan điểm của tôi nó sẽ là như thế, nên có thể nó sẽ không có lợi cho Phương Uyên trong cái phiên tòa phúc thẩm, nên Phương Uyên có quyền có thể là từ chối luật sư khi mà ra tòa, tại vì luật sư thì không có quyền từ chối tân chủ. Nên tôi khẳng định rằng là cái việc hôm nay Phương Uyên từ chối hai luật sư là không có gì bất ngờ đối với tôi, và không có gì bất ngờ đối với luật sư Nguyễn Thanh Lương. Trước khi vào phiên tòa phúc thẩm thì tôi có gặp luật sư Nguyễn Thanh Lương. Bác có an ủi tinh thần tôi bằng một câu cho tôi rất là tuyệt vời, là mình là người lịch sử, mình phải làm sao cho xứng đáng. Phương Uyên thật tuyệt vời. Phương Uyên biết được cái giá trị của người trẻ mình, và Phương biết rằng người trẻ đã đến lúc phải nắm cái vận mệnh của quốc gia, vận mệnh của dân tộc để ngẩng cao đầu và bắt đầu hành động, chứ không còn đợi người ta phải cho mình cái này bố thí cái kia. Và Phương Uyên sẵn sàng thách thức với một cái tòa án mà đã được nhiều người dự đoán trước là bất công. Còn chiều khối kiêu hùng chẳng bao giờ tàn. Chiều nay mưa trên phố vắng, bước chân anh yêu dấu đã, bước đi xa mãi về phương nào. Tìm anh yêu trong bao nỗi nhớ, làm trái tim em gầy hão, khúc ca lòng lời trao đến anh. Giọt lệ dững rơi trên khóe mắt, vì nhớ thương anh người ơi. Dấu yêu này giờ đã xa phương nào, tình yêu ta giờ là áng mây, cười gió bay trôi về đâu. Những đêm buồn ngắm sao trời nhớ anh nhiều, chiều hôm nay lang thang chốn cũ, tìm bóng dáng xưa giờ đâu.